Đến hẹn lại lên, em Duy xin phép lại được kính chào tất cả các bác. Chúc tất cả các bác một buổi tối xem live của bên em vui vẻ các bác nhé. Trong phim video ngày hôm nay, em lên cho các bác tiếp tục những các cái mẫu đồng hồ hàng mới về các bác ạ. Đều là những chiếc đồng hồ rất là chất lượng, đều là những chiếc đồng hồ để các bác cùng sưu tầm nha các bác nhé. Những chiếc đồng hồ để các bác sưu tầm này, các bác đeo để thời trang, đeo để xem giờ, nói chung đeo để sưu tầm rất là đẹp luôn các bác ạ. Thì các bác nhớ đừng quên đăng ký kênh cho bên em nha các bác nhé. Và nhớ kết bạn Zalo, số Zalo sẽ ghi trên góc bên phải màn hình. Đó, 0927 292 và 292 các bác nhé. Em sẽ đi đến chiếc đồng hồ đầu tiên. Thì các bác theo dõi xong các bác ủng hộ cho bên em thì các bác nhấc máy alo cho em nhé. Rồi tiếp tục, em mã đầu tiên sẽ lên cho các bác một chiếc đồng hồ mã số đầu tiên. Em là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Seiko các bác nhé. 1 mẫu đồng hồ Seiko KS các bác ạ. Đó, KS là gì ạ? KS gọi là Seiko King các bác nhá. Ở chiếc này có size mặt hiện tại là size 36,5. Toàn thân là thép inox chạy bộ máy cơ auto. Chiếc này sẽ không có lịch các bác nhá. Mặt chảy tiền. Đó, lúm zin các bác này, đáy KS này. Dây không zin các bác ạ. Dây là dây của Citizen các bác nhá. Cũng là dây xịn của Citizen đấy ạ. Em thấy cũng rất là hợp các bác ạ. Đó, em thấy cũng khá là hợp luôn. Một mẫu đồng hồ KS đến từ Japan. Nhắc đến KS các bác biết đến là của Japan, của Seiko rồi. King Seiko, được chưa? Vỏ thép núm zin, đáy cũng logo KS luôn. Rồi, mở hàng cho em về mã số 57 các bác nhé. Giao lưu với các bác cùng chơi một chiếc mã số 57. Đó, chiếc này thì thường thường với những các cái mẫu đồng hồ KS mà có logo bên sau, logo mề đay vàng ở đằng sau ấy, thì họ đang bán khoảng tầm 4 đến 5 triệu. Không có mề đay này để cho các bác cùng chơi. Không có mề đay để các bác giá. Đó, giá là bên em đang giao lưu với giá là 3 triệu 500 nghìn thôi các bác nhá. 3 triệu 500 nghìn đây là đối với các cái mẫu đồng hồ mà không có mề đay. Nó có mề đay vàng họ bán tầm 5 triệu, trên dưới 5 triệu. Đó, chiếc này không có mề đay các bác nhé. Mã số 57, giao lưu với các bác cùng chơi 3 triệu 500 nghìn đồng. Chạy máy cơ auto các bác nhé. Nó có tay họ vẫn bán hơn 3 triệu đấy các bác. Cái dòng KS này thì có cả có tay, có cả auto các bác ạ. Đó, cả mề đay cả không mề đay, nói chung là chơi chất với chiếc đồng hồ Seiko. Rồi tiếp tục em lên qua chiếc mã số 59 các bác nhé. Mã số 59 em lên qua một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Cartier các bác ạ. Một mẫu đồng hồ Cartier chạy máy cơ auto của Nhật các bác nhé. Đó, chạy bộ máy cơ auto. Chiếc này thì thật sự các bác là cái bộ vỏ không em cũng bán được hơn triệu rồi. Riêng cái bộ vỏ này, nhắc đến Cartier là một thương hiệu rất đẳng cấp rồi. Nhưng mà chiếc này là máy của Nhật thôi các bác nhé. Em cũng đấu lô với em cứ tưởng là máy thụy sĩ, đấu về thì mở ra thật sự các bác là cũng rất là buồn. Thôi thì xả lỗ cho các bác cùng chơi, cho các bác để các bác cùng chơi này. Bây giờ mà để phá ra để mà bán, để mà bán lấy bộ vỏ thì cũng phí, nó đã thành phẩm rồi. Thì thôi mình cứ để cho các bác cùng chơi nhé, để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ Cartier này, chạy bộ máy cơ auto của Citizen. Toàn thân là thép inox, chiếc này có size mặt đang là size 38 các bác nhé. Size 38. Nên tay các bác cùng xem với mẫu đồ Cartier này nhá. Chạy bộ máy cơ auto đang chạy rất là chuẩn giờ luôn với thiết kế thép đúc các bác nhé. Thiết kế thép inox đúc rất là mềm mịn luôn. Mặt thì có lên dầu rồi, chiếc này cũng là được sản xuất cách đây tầm 20 năm rồi. Máy cơ của Nhật các bác ạ. Nó để các bác cùng chơi là chiếc này đang giao lưu với giá là 1 triệu 800 nghìn các bác nhé. 1 triệu 800 nghìn lên cho em mã số 59. Đây các bác nhìn cái đáy này. Đẹp lắm các bác ạ. Độ hoàn thiện cực kỳ cao luôn. Đó, chiếc này chỉ bị lai mọi cái lúm thôi các bác nhé. Bị lai mọi cái lúm thôi. Cái lúm này là có viên đá. Nhưng mà cái này là đang bị mất viên đá các bác ạ. Đó thì thật sự các bác cũng giá rẻ.
nên giao lưu với các bác giá rẻ, giá thu hồi vốn rồi, để các bác 1.800.000 lên trên mã số 59 nhé các bác nhé. Đẹp lắm, cực kỳ đẹp đấy các bác ạ. Toàn thân là thép inox đẹp sáng bóng luôn, rất là mềm mịn luôn, với chất thép mà chất thép lại phải chất thép tầm 9 này, 304 914 này. Để các bác 1.800.000 lên trên mã số 59 các bác nhé, dây khóa nguyên zin. Một triệu 800.000 đồng. Tiếp tục em đang có một chiếc mã số 60 các bác nhé. Mã số 60 ngày hôm nay em đang bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Bonzot các bác ạ. Tiếp tục lại về cho bác một mẫu đồng hồ Bonzot đến từ Nga các bác nhé. Xe mặt đang là 35 chạy bộ máy cơ auto. Vỏ được bọc vàng ao 20 các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy rõ đây. Đó có chữ ao 20 này các bác này. Thì đồng hồ Nga họ sẽ phân biệt là ao 5, ao 10, ao 20, ao 25 các bác nhé. Ao 25 là đỉnh cao rồi. Ao 20 cũng là đúng đời, đúng vỏ, đúng máy rồi. Chiếc này chạy bộ máy cơ auto. Được chưa ạ? Máy chiếc này đẹp sang bóng, được cái chiếc này mặt zin các bác nhé. Nó trợn trước đồng hồ Nga mặt zin như này mới là tuyệt vời các bác ạ. Còn mặt trên thị trường bây giờ mặt vẽ lại rất nhiều. Mới lên quanh tầm 2-3 triệu rồi. Ở chiếc này thì mặt zin, được chưa ạ? Bao mặt zin các bác luôn. Mặt chiếc này có màu này, màu hơi vàng rêu các bác nhé. Mặt màu hơi vàng rêu. Đó, các bác nào thích đồ zin, bác nào thích hàng xưa đồ zin với chiếc đồng hồ Bonzot nguyên mộc mạc này, em để các bác cùng chơi nhá. 1.800.000 thôi ạ. Cơ auto lưu chắc là cơ auto nhá. Hàng cơ auto đấy ạ. Đây, automatic đây các bạn. Có tay không, họ đã bán hơn 2 triệu rồi. Thật sự các bác cứ tham khảo thoải mái, chỗ nào giá tốt thì các bác làm việc thôi. Đó, chiếc này em để các bác 1.800.000 thôi. Bởi vì sao lại có giá 1.800.000? Tại vì sao lại giá hợp lý và rẻ như vậy? Tại vì các bác ơi, vỏ nó có đôi led bị mòn vàng nha các bác nhá. Các cái đầu chân càng bị mòn này. Đó, chiếc này nó nguyên mộc nguyên mạc mà các bác, nó mộc mạc như vậy mà. Mộc mạc thì nó sẽ không được long lanh những cái chiếc đồng hồ làm lại các bác ạ. Đó, để các bác mã số 60 1.800.000 nha các bác nhá. Đang chạy rất chuẩn giờ luôn. Được chưa? Các bác thích mộc mạc thì các bác cứ đến bên em. Còn các bác thích zin các bác vẫn đến bên em các bác nhé. Mã số 60, 1.800.000 đồng, size 35 các bác nhé. Tiếp tục, em đang bác chiếc mã số 61 này. Em đang bác chiếc mã số 61, đó là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Jordania các bác ạ. Một mẫu đồng hồ Jordania chạy bộ máy cơ tu 25 chân kính các bác ạ. Đây các bác này nhìn, kính zin nhá, kính zin còn dạng em vẫn để nguyên này. Các bác thích em phải thay kính cho các bác. Đó. Thích spa thích thay kính, em ok em làm được. Sổ máy này các bác ơi. Bộ máy phê chưa? Prito nha các bác nhá. Máy còn chất lượng luôn, đẹp lắm các bác ạ. Jordania chạy bộ máy cơ tu, thân vỏ được bọc vàng hồng toàn thân các bác nhá. Size mặt chiếc là size 35, 34,5 các bác nhá. 34,5, vỏ bọc vàng hồng toàn thân. Đó, để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này, bên em đang giao lưu với giá là 3.200.000 các bác nhá. 3.200.000 mã số 61, mặt zin có đôi led mụn ở góc 3 giờ. Kệ đi các bác ơi. Đó, các bác thích các bác lên cho em mã số 61 nhá. Tiếp tục mã số 62 các bác ơi. Em lên các bác một chiếc mã số 62, một chiếc đồng hồ mang thương hiệu BVK như các bác nhá. BVKC. Đó, điểm nào qua nha các bác ơi. Mã số 62 đó sẽ là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu BVK đến từ Thụy Sĩ. Ở chiếc này có thiết kế chạy bộ máy cơ tua vỏ thép các bác nhá, mặt xanh cửu long. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này giá rẻ luôn. Để các bác giá sập sàn luôn, cuối năm rồi. Trời đất ơi, bán cho các bác cái cỗ máy này 1.800.000. Ok chưa ạ? 1.800.000 thôi ạ. Một cỗ máy 5 tầng. Đó,
BWC đây các bác ơi, 25 chân kính 2783. Đó, gọi là máy 2783, các bác cứ check là sẽ ra trên hệ thống luôn. Được cái trên này vỏ thép bền lắm các bác ạ, vỏ thép bền. Với cả mặt màu xanh thì bác là hợp mệnh mặt màu xanh thì các bác chơi chiếc này quá tuyệt vời luôn. $1.800.000, cơ auto 1 ô click góc 6 giờ, vỏ thép inox các bác nhá. Đó, size 37 các bác này, 37 có dư luôn, 1 ô lịch lọc, mặt xanh cửu long, vỏ thép bền vĩnh cửu. Đó, để các bác giá chỉ có 1.800.000 thôi, giá sale cho các bác cuối năm để các bác cùng chơi và cùng sưu tầm nhá. Đây các bác, lên tay các bác cùng xem. Giá quá tốt cho các bác cùng chốt nhá. Tiếp tục, em đây các bác một chiếc mã số sưu tầm tiếp theo, mã số 63 các bác ạ. Mã số 63, em đây các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Citizen các bác nhá. Citizen chạy bộ máy Choro Rack 3 lúm 5 kim. Đó, hàng của Japan thì chỉ có 5 kim thôi các bác nhá, còn bình thường sẽ là 6 kim. Đó. Chạy bộ máy cơ auto được chưa ạ? Chronograph của Thụy Sĩ thì rất nhiều, nhưng mà các bác để mà sưu tầm một chiếc đồng hồ chronograph của Japan rất ít các bác ạ. Lùm zin các bác nhá, chiếc này chạy bộ máy cơ auto. Đây số hiệu của máy đây các bác ơi. Citizen. Mã số 63 nha các bác nhá. Hai ô click này. Được chưa? Auto 25 chân kính này, 23 chân kính này. Kim này là kim cholo các bác nhá. Khi mà chạy một vòng này sẽ nhảy một vạch ở dưới, được chưa ạ? Chiếc này bên em đang giao lưu với giá để các bác cùng chơi mã số 63, 3.800.000 các bác nhá. 3.800.000. Hàng sưu tầm đây các bác ạ. Các bác sẽ biết đến với chiếc đồng hồ cholo rap như này. Để các bác lưu cho em nhá. Hàng Thụy Sĩ thì rất nhiều, nhưng mà hàng Nhật thì rất ít đây các bác ạ. Chiếc này các cái trang mạng eBay bên Nhật các kiểu bán đắt lắm các bác ạ. Đây là về trong lô thì em cân đổi giá đấy bác. Thị trường chiếc này phải tầm 4.500.000-5 triệu. Mã số 63 này em đang giao lưu với các bác chỉ có 3.800.000 thôi. Mã số 63, 3.800.000. Tiếp tục, mã số 64 các bác ơi. Mã số 64, em đang bác một chiếc đồng hồ siêu phẩm này các bác này. Một chiếc đồng hồ siêu phẩm mang thương hiệu Longines các bác nhá. Đó, Longines vuông các bác này. Trời đất ơi, nó quá đẹp, quá là cổ kính rồi. Size mặt đang là 28 nhé các bạn, 28.5 này. Chưa tính núm này. Sẽ đo cả càng nhé, cả càng sẽ là 37 các bác ạ. Chiếc này được bọc vàng toàn thân, đáy khắc rất chi là nhiều kỷ niệm luôn. Đó, đáy khắc kỷ niệm 30 năm gì cái này các bác. Đây, bọc vàng đây các bác ơi. Các bác nhìn này, đây để em mở máy bác cùng xem nhé. Được chưa? Các bác nhìn này. Đang chạy rất chi là chuẩn giờ, rất chi là đẹp, máy mới tinh các bác ạ. Hàng lâu đời, sản xuất năm thập niên 19, chiếc này em nghĩ phải tầm những năm 50. Có phải tầm những năm 50 các bác này. Em đoán phải tầm những năm 50 các bác ạ, không tránh được. Những năm 50 mà em nói còn đẹp như vậy. Các bác nào thích những chiếc đồng hồ form tanh cổ như này, đã thế lại còn tanh cổ là thương hiệu mạnh nữa các bác ạ. Để các bác cùng chơi mã số 64 nhá. 3.300.000 các bác ạ. Đây là Longines tanh cổ các bác nhá. Bọc vàng toàn thân, chạy bộ máy quad tay,
các bác ơi. Tuyệt vời chưa các bác? Mã số 64 nhá. 3.300.000 thôi. 3.3 là cái giá bán thương hiệu thôi các bác nhá. Còn những chiếc tai như này họ bán đắt lắm, em thấy họ bán rất cao luôn. 3.300.000. Mã số 64. Tiếp tục mã số 65 các bác ơi. Trời đất ơi, lại thêm một siêu phẩm nữa. Em đã góp một siêu phẩm này mang thương hiệu Vile các bác nhé. Vile vừa nghe vừa lắc. Thật sự các bác là giá không hề rẻ chút nào luôn. Bọn em đi nhập cũng đã bị giá rất cao rồi. Size 34 các bác nhé. Size 34 ạ. Nhắc đến Vile là một thương hiệu rất chi là cổ, cũng như là một thương hiệu rất chi là sản xuất rất là ít các bác ạ. Đặc biệt hơn chiếc này là một phiên bản các bác nhá. Em thấy các bác chiếc này chỉ thiếu mỗi quả đáy ngựa, à đáy cá thôi. Thiếu mỗi quả hai cá thôi, chiếc này mới hay. Chiếc này đáy hai cá tầm 7 triệu các bác ạ. Nếu mà đáy hai cá tầm 7 triệu. Chiếc này đáy ba lăng thôi các bác nhá. Đáy ba lăng con rắn thì tầm, thôi để các bác cùng chơi chiếc này nhá. Em để các bác cùng chiếc này là giá 5 triệu ạ, mã số 65 nhá. Vỏ thép, các bác lưu ra hàng siêu tầm nhá. Hàng siêu tầm đấy ạ. Size mặt đang là 34, được chưa ạ, vỏ thép nhá. Ở bốn chân họ còn đánh nhuyễn này các bác này. Độc lắm các bác ạ. Chiếc này mà thêm cặp cá nữa phải tầm 7 triệu các bác nhá. Nhưng mà rất tiếc là không có cặp cá. Đó, rất tiếc là không có cặp cá yêu thương ở trong cái đáy con này thì quá tuyệt vời luôn. Lốm zin này, đáy ba lăng con rắn này, được chưa ạ, vỏ thép này. 5 triệu lên cho em mã số 65. Mặt thì trải tia trắng, trải tia đẹp tuyệt vời luôn. Lịch này, lịch đen này. Nó Vile vỏ thép thì miễn chê rồi các bác ạ. Vừa nghe vừa lắc. Một câu slogan quen thuộc với tất cả các bác đã từng trải qua những chiếc đồng hồ Vile những năm thập niên 1960-70. Chiếc này phải tầm những năm đó các bác nhé. Size 34 rất là lý tưởng luôn. Em thấy các bác nhìn cái chân càng nó thiết kế độc như thế này cơ mà. Mã số 65 giúp em 5 triệu nha các bác nhé. Tiếp tục em đây các bác chiếc mã số 66. Mã số 66 bên đây các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Fossil các bác nhé. Một mẫu đồng hồ Fossil đến từ Mỹ các bác ạ. Size mặt đang là 35 các bác nhé. Vỏ chiếc này vỏ mạ vàng thôi các bác ạ. Chiếc này hàng chính hãng. Hàng chính hãng, chiếc này trong bộ máy chiếc này có cả cơ cả pin các bác nhé. Mặt thì mặt xà cừ. Em thấy chiếc này có hợp với các bác gái hơn. Thì thôi để các bác gái cùng chơi hoặc các bác nam mua về tặng các bác gái nhé. Rồi để các bác 1 triệu lô. Đó, kỷ niệm các bác cuối năm. Đó, từ giờ đến cuối năm cũng còn rất là nhiều phiên bán những cái giá rất tốt cho các bác với các mẫu đồng hồ khác nhau. Được chưa ạ? Mã số 66 để các bác 1 triệu. Đây cái phần cơ này để chạy cái kim này các bác nhá. Còn phần pin sẽ chạy cái đồng hồ này, được chưa ạ? Hai phần độc lập khác nhau. Mặt thì mặt xà cừ lấp lánh rồi, kính còn đẹp. Vỏ còn đẹp, các bác mua về tặng các bác gái rất ok. Thích thay dây màu khác em thay cho các bác. Ok chưa ạ? Mã số 66 để các bác 1 triệu. Quá đẹp luôn, size lý tưởng cho các bác gái đeo luôn. 35 các bác nhé, các bác trai đeo cũng được thôi. Nhưng mà em thấy mặt nó cũng mặt xà cừ, có hơi ánh hồng cánh xoen. Đâm ra là khi mà các bác trai đeo thì em thấy nó hơi gọi là 7 flut chẳng hạn. Hoặc mình thích thì mình chơi thôi. Nói chung là mình thích thì mình chơi thôi, không vấn đề gì cả. Mặt xà cừ đính đá thì em thấy có đôi chút hơi nữ tính một chút xíu thôi. Thì các bác mua về tặng cho gia đình mình, tặng cho người yêu, người thân, người thương, tặng các bác gái, tặng ai đó chẳng hạn. Cơ bản nó là hàng chính hãng, mã số 66 nhé các bác nhé. Để các bác giá 1 triệu thôi, bán kỷ niệm các bác vỏ mạ vàng còn đẹp tuyệt vời luôn. Rồi tiếp tục lên các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo này. Chiếc đồng hồ siêu tầm nữa này các bác này. Đây các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Hamilton các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Hamilton đến từ Thụy Sĩ và chiếc này được thiết kế của bộ máy cơ auto cúc áo các bác nhé. Có hỗ trợ con tay, mặt thì mặt chảy tia, mặt xâm anh chảy tia các bác ạ.
Đó, size mặt chiếc này là size 34. Được chưa ạ? Chân càng thiết kế kiểu chân càng gãy. Đáy thép inox các bác nhá. Em thấy các cái dòng mà kỷ niệm nhiều nhất sẽ là các cái dòng của 24. Em thấy chiếc nào nó cũng khắc kỷ niệm. Em thấy chiếc nào cũng khắc kỷ niệm các bác ạ. Ở chiếc này chạy bộ máy cơ auto cúc áo các bác nhá. Máy cúc áo là máy có cái bánh, có cái quả văng nó nhỏ như kiểu cái cúc áo ấy, các bác gọi là máy cúc áo. Em thì chiếc này không mở máy được ở đây, bởi vì sao là chiếc này phải giật lúm mở mặt các bác nhá. Thì khi mà các bác chốt hay các bác kết, các bác quan tâm thì các bác cứ kết bạn Zalo giúp em này. Em sẽ gửi ảnh chi tiết cho tất cả các bác nhá. Mã số 67. Hamilton Thinh Automatic này. Mặt đẹp này, vỏ đẹp này, đáy inox này. Để các bác cùng chơi lại một quả giá siêu yêu thương các bác nhá. Máy chiếc này máy vàng hồng, cúc áo vàng hồng như để các bác này. 4.500.000. 4.500.000 các bác nhá. Mã số 67. Hamilton. Được chưa? Mã số 67 các bác nhá. Lâu lắm lại về được bác một chiếc đồng hồ 20 tơn đẹp quá các bác ạ. Tiếp tục em đang bác trước mã số 68 này. Mã số 68 ngày hôm nay em đang bác một chiếc đồng hồ thương hiệu Talus các bác nhá. À Talis, đó Talis các bác ạ. Talis đến từ Thụy Sĩ. Đó, chiếc này có thiết kế form vuông các bác nhá. Có tí vuông để bo cạnh các bác ạ. Size mặt đang là 36 này. Size 36 này. Mã số 68 nhá, mặt thì chảy tia đẹp tuyệt vời luôn. Ở chiếc này chạy bộ máy cốt tay các bác ạ. 21 chân kính nha các bác nhá. Đối với các dòng đồng hồ cốt tay mà 21 chân kính là thuộc dòng đồng hồ nhiều chân kính các bác ạ. Là những cái cỗ máy nó sẽ rất là bền, chạy rất là mượt mà trơn tru. Ôi để các bác giá thôi thì vẫn cần để các bác 1.800.000 thôi. Mã số 68 cho các bác nhá. Chiếc này vỏ bọc vàng còn đẹp lắm. À mở máy được rồi, đây rồi. Trời đất ơi, máy vàng các bác ạ. 1.800.000. Có tay 21 chân kính các bác nhá. Talis có tay 21 chân kính, mặt trắng chảy tia, thân vỏ bọc vàng, đáy thép inox. Đó, để các bác giá chỉ có 1.800.000 đồng mà thôi. Các bác quan tâm lên cho em mã số 68 nhé. Đẹp luôn, mới tinh. Trời đất ơi, nó lại càng mới. Rồi, tiếp tục em đang bác một chiếc mã số 69 các bác ơi. Em đang bác một chiếc đồng hồ chạy máy pin chính hãng các bác nhé. Đúng rồi, đồng hồ pin chính hãng mang thương hiệu Bulova. Mã số 6, size mặt đang là 38 nhé các bác nhé. Chiếc này đeo rất là trẻ các bác ạ, trẻ lắm. Nó lại là hàng chính hãng mà lại size 38 nữa. Mặt đen kết hợp các cọc số đính đá các bác nhé. Cọc số đính đá đính kim cương đấy ạ. Em nghĩ là một những cái thương hiệu lớn, những cái thương hiệu mạnh họ sẽ đính kim cương là nhiều. Nó vỏ thép chính hãng và để các bác cùng chơi giá rẻ thôi. Hàng lướt mà các bác hàng dùng rồi cho nên là để các bác giá tốt nhé. Mã số 69 này. Rồi để các bác lốt là 1.200.000 đồng thôi các bác. Bán tri ân, bán kỷ niệm cho các bác cuối năm. 1.200.000 đồng. Bulova. Mặt đen. Chạy máy pin 2 kim. Vỏ thép inox, chiếc này mỏng dính các bác ạ, mỏng dính nhá. Đó các bác này. Mỏng chỉ có 6 ly thôi, chưa đến 6 ly các bác. Đó, các bác lên tay này. Đối với các dòng pin như này thì các bác đi mưa rửa tay thoải mái các bác nhá.
Mà nói chung là đồng hồ cũ em cũng khuyến cáo các bác là khi mà các bác dùng những chiếc đồng hồ cũ thì các bác hạn chế nước thôi. Nó cũng không thể nào mà biết được là nó còn được nước hay không. Nhưng mà mẹ pin cái tính năng chịu nước nó cao hơn. Mã số 69 1.200.000. Tiếp tục mã số tiếp theo. Mã số 70 các bác nhá. Em đây các bác chiếc mã số 70. Sẽ là một mẫu đồng hồ Engin các bác ạ. Một mẫu đồng hồ Engin chính hãng các bác nhá. Đây các bác nhìn này, nhìn form như Rolex luôn. Size mặt đang là 36, vỏ full thép inox. Đẹp, quá đẹp luôn các bác ạ. Khóa này lại là khóa ấy các bác nhá. Khóa này là gọi là khóa thể thao. Khóa thể thao, khóa quân đội đấy ạ. Mã số 70. Một mẫu đồng hồ Engin mặt đen, size 36, form y hệt Rolex luôn. 3 kim, 1 ô click. Để các bác giá tốt luôn. 1.600.000 đồng. Giá tốt chưa các bác? Đẹp như này. Zin 100% như này. Chỉ có 1.600.000 thôi. Engin cơ tù chính hãng. Đó, chiếc này được sản xuất những năm thập niên 1990-2000 thì sẽ là được sử dụng những cỗ máy của Nhật các bác nhé. Còn những cái cỗ máy mà những năm thập niên 70-80 thì sẽ là những cái cỗ máy của Thụy Sĩ nhưng mà vẫn là chính hãng các bác ạ. Bảo hành các bác luôn, chính hãng, đẹp quá các bác ạ. Chiếc này mặt đen đẹp quá, nhìn như Rolex luôn. Quá phê luôn. Mà giá chỉ có 1.600.000 đồng mà thôi. Thật sự các bác không chơi chiếc này thì không chơi chiếc nào được nữa các bác ạ. Zin 100%. Nồi đồng cối đá siêu bền bỉ, vỏ thép inox bền sáng bóng, mặt đen huyền bí. Một ô lịch kính zin còn giọt lệ luôn. Mã số 70. Nó đang giao lưu với các bác giá chỉ có 1.600.000 thôi các bác ơi. Đấy. Nhanh tay kết bạn Zalo, alo trực tiếp cho bên em. Một triệu sáu, mã số 70. Kết thúc phiên đồng hồ sẽ lên các bác tiếp tục chiếc cái đồ trang sức cũng như cái đồ phụ kiện để các bác sưu tầm nhé. Đó, đầu tiên sẽ lên các bác một chiếc dao này các bác này. Với cái dao này là dao của mang tên là Victorinox nhưng mà là của Thụy Sĩ các bác nhá, hàng quân đội. Khi mà các bác sử dụng, các bác hay, đối với các bác Việt Nam các bác hay dùng để cậy đồng hồ. Còn bình thường thì đây là sẽ chuyên dụng cho dòng quân đội các bác, Army này. Hay còn gọi là đi phượt chẳng hạn. Mới tinh nguyên hộp các bác nhá. Nó Swiss lần lên hàng nội địa của Thụy Sĩ. Nội địa của Thụy Sĩ các bác nhá, mới tinh. Đây các bác ơi. Amanin này. Cực kỳ sắc luôn các bác ạ. Quá sắc luôn. Ở rất là nhiều tính năng các bác nhá. Đây các bác này. Switzerland này. Thì với cái thiết kế quả chất thép cực kỳ rắn luôn. Các bác hay dùng để cậy đồng hồ. Đây ví dụ các bác có thể cậy những chiếc đồng hồ như này. Đây. Rất là nhẹ nhàng đơn giản luôn. Đó. Ok chưa ạ? Rất nhẹ nhàng luôn. Đây là các bác trong nghề đồng hồ, các bác trong ngành hồ các bác sẽ biết đến chiếc dao này. Còn đây là các bác mua về các bác có thể dùng rất là nhiều mục đích, các bác treo móc khóa nhé các bác nhá. Với quả tun treo móc khóa này thì các bác có thể này sử dụng này, mở đây là mở rượu này. Dao to này. Đây là mở bia này. Được chưa ạ? Bên này là cũng cậy bia nhưng có thêm công dụng tô vít chẳng hạn. Bên này còn thêm cái gì đấy ạ? Và bên này cũng là dao nhưng mà dao kiểu dao nhỏ các bác nhé. 1, 2 này, 3, 4, 5 như 6 à, 6 công dụng các bác nhé. Mới tinh nguyên hộp. Đó, kiếm được những chiếc mới tinh nguyên hộp như này thì thật sự các bác nó rất là quý luôn. Đây em đang dùng đây, em đang dùng một quả Thụy Sĩ đây. Chiếc này của em cũ rồi, dùng bao năm nay vẫn thế các bác ạ. Rất là sắc luôn. Để các bác cùng chơi nhé, 850.000 các bác ạ. 850.000 các bác cứ tham khảo giá nhé. Chiếc này sợi chiếc
chiếc dao này họ đang bán trên thị trường khoảng hơn 1 triệu đấy ạ, nên quanh tầm 1 triệu mấy đấy các bác nhá. Các bác cứ tham khảo thoải mái, các bác cảm thấy hợp lý thì các bác ok chốt, còn không thì em rất thích sưu tầm các những chiếc tool như này, hay gọi là các cái bộ dao đi phượt, dao đi sinh tồn như này, rất là thuận tiện luôn các bác, treo móc khóa rất là hợp lý luôn. Đây là hàng mới các bác nhá, hàng cũ đây chính em đã phải đi mua cái này là 500-600 nghìn rồi, đây là hàng cũ các bác nhá, đã qua sử dụng rồi. Đó, đi mua cũ phải 500-600 nghìn rồi, đây để các bác mới tỉnh, họ đang bán hơn 1 triệu mà các bác. Đó, các bác cảm thấy hợp lý, cảm thấy yêu thương nhấc máy alo em được chưa ạ, mã dao 850 nghìn. Tiếp tục em đang bác một chiếc nhẫn này các bác này, em đang bác một chiếc nhẫn thủy quân các bác nhá, một chiếc nhẫn thủy quân lục chiến. Đó, thủy quân này là thủy quân bằng bạc. Đây John Record này các bác này, cái gì nói chung là đây là nhà sản xuất. Đó, size nhẫn là size 19 các bác nhé, size 19 trong chiếc nhẫn thủy quân lục chiến. Đây như kiểu là chiến thắng gì các bác này, chiến thắng Lima cái gì này các bác này, 1775 này. Để các bác cùng chơi chiếc nhẫn này nhá, bên em đang giao lưu với giá chiếc nhẫn bạc Mỹ xịn đấy các bác nhá. Còn bạc Mỹ đời mới chỉ loanh quanh tầm 800 đến 1 triệu thôi. Đây bạc Mỹ xịn cho nên là giá căng các bác nhá, giá căng đấy ạ. Để các bác 1.500.000 các bác nhá. 1.500.000. Còn Mỹ đời mới thì bên em chỉ bán loanh quanh tầm 800-900 thôi, cũng tùy phiên bản tùy vào cái thôi. Còn đây là bạc Mỹ, Mỹ xịn. Đó, Sterling là chất liệu bạc của Anh các bác nhá. Sterling này là bạc được làm trong cái đồng bảng Anh, có tỷ lệ bạc rất cao. Đây, John Robert này các bác này, đây là hãng sản xuất, size 19 các bác nhá. Để các bác giá là 1.500.000 đồng, lên cho mình mã số đang là mã số nhẫn bạc đi, lên cho số nhẫn bạc đi các bác ạ. Rồi tiếp tục này. Ồ, em lên lốt các bác chiếc nhẫn nữa nhá. Em đang bác một chiếc nhẫn tiếp theo, đó sẽ là một chiếc nhẫn vàng các bác nhé. Một chiếc nhẫn vàng này. Đó, size nhẫn chiếc này đang là size 19.5. Size 19.5 các bác nhé. Được chưa? Đeo luôn này cho chất, cho đẹp. Viên đá này là một viên đá, em không biết là có phải đá, à đây là đá ceramic. Đá này đá ceramic có độ sáng bóng các bác nhé, có độ sáng bóng rất là sang trọng luôn. Còn chất liệu vàng này sẽ là vàng này là vàng 610 các bác nhá. Em sẽ đi quang phổ cho các bác để các bác yên tâm hơn. Đó, bản này đang là bản 16 ly, lòng nhẫn đang là lòng 19 ly. 19 20 đeo được các bác nhá. Vàng này sẽ là vàng 610 các bác ạ, là vàng xấp xỉ là vàng 18K đấy ạ, sắp lên vàng 18K rồi. Vàng 610 là vàng 16K. Ở bên trong này là em mua lại của một bác ở Nghệ An. Mua lại bác Nghệ An, bác đã chuyện của 37 ở trong này. Đó, bác đã chuyện ở số 37 trên này là vùng của bác đấy ạ. Đây. Còn chứ không phải là 397 hay là vàng hay là 375-9 các bạn. Em sẽ đi quang phổ cho các bác yên tâm. Màu này chắc chắn sẽ phải là màu ít nhất là 14 cho đến màu 18. Còn đây đây là em mua là vàng 16K. Em lên giao lưu với các bác là vàng 16K, em sẽ đi quang phổ với các bác nhá, để các bác yên tâm. Ở chiếc nhẫn này trọng lượng nó là 2 chỉ các bác nhá, 2 chỉ tròn luôn đấy ạ. 2 chỉ tròn luôn. Thì em bán các bác cái giá rất tốt, bán các bác cái tuy là vàng 16 em bán các bác cái giá chỉ nhỉnh hơn vàng 14 tí thôi. Đó, để các bác cùng chơi chiếc nhẫn này là 7 triệu nhá. 7 triệu ạ. 2 chỉ vàng các bác nhá, 2 chỉ vàng, 2 chỉ tròn luôn. Đây các bác ơi, có cân luôn cho các bác, sướng đời luôn. Mua bán vàng phải có cân. Đó, hai chỉ tròn luôn các bác nhá. Hai chỉ tròn luôn, không lệch một tí nào cả. Để các bác 7 triệu nhá. Vàng các bác lưu cho bác này là vàng 16K chứ không phải vàng 10 đâu, vàng 10
Mà 10 bây giờ các bác đi ra tiệm mua 3 triệu mấy một chỉ rồi. Đây là em mua được rẻ em bán rẻ cho các bác đấy ạ. Mua được rẻ bán rẻ cho các bác, nó vẫn ra giấy kiểm định cho các bác, hay còn gọi là ra giấy quang phổ vàng cho các bác để các bác yên tâm. Được chưa ạ? 7 triệu lên trên mã số đang là mã số nhẫn vàng đi. Size nhẫn đang là size 19. Rồi. Xin phép các bác em đeo trước, em đeo luôn. Các bác cứ chốt thì các bác lên cho em mã số nhẫn vàng nhá. Rồi tiếp tục lên cho em mã số chiếc bút trước điện. Em đang có một chiếc bút của Mỹ này, à một của Pháp này. Một chiếc bút Barker này các bác này. Nó Sonnet Français. Chiếc bút Pi các bác nhá. Đây là bút Pi. Đó. Thì với cái ruột bút Pi này thì các bác ra văn phòng phẩm mua thoải mái các bác nhá. Các bác ra văn phòng phẩm mua được, mua ok, đây là bẩn thôi, em sẽ vệ sinh cho các bác. Chỗ nào màu vàng sẽ được mạ vàng, đây là một chiếc bút bi bình thường thôi. Nhưng mà nó là thương hiệu rất mạnh luôn. Một thương hiệu Barker, một thương hiệu chuyên dụng cho bút. Chuyên dùng cũng như chuyên sản xuất ra bút các bác nhé. Các bác công việc các bác thường phải liên quan đến bút, các bác chơi game này. Các bác ra tiệm văn phòng phẩm các bác làm cái ruột rất nhiều luôn. Được chưa ạ? Đây, hết mực rồi các bác ạ, để hết mực nhé, à đây có mực ra. Có mực luôn, còn mực. Để các bác cùng chơi nhé, 500.000 thôi ạ. 500.000 cho một chiếc bút chính hãng mang thương hiệu Barker. Các bác cứ check Barker ra các bác sẽ biết đến những chiếc bút. Đó, chiếc này của Pháp các bác nhé. Để các bác 500.000 thôi. Giá cực tốt rồi các bác. Nếu mà là bút máy, bút mực, ngòi vàng sẽ loanh quanh tầm triệu hơn triệu các bác ạ, một bì để các bác 500 thôi. Lên trên mã số bút 500.000 đồng. Bán chiên kỷ niệm các bác là chính. Rồi tiếp tục các bác ơi. Em đây các bác một chiếc lắc tay bằng bạc nhá. Một chiếc lắc tay bạc. Để em đo độ dài xem. Độ dài đang khoảng 17-18 các bác nhé. Vậy tầm 18 đấy ạ. Độ dài khoảng 18. Với chiếc với sợi dây lắc tay này, bán giao lưu với các bác cùng chơi chiếc lắc bạc này nhé. Đẹp quá. Vòng tay khoảng 18 các bác ạ. Quá đẹp tuyệt vời luôn. Bản này đang là bản 12 ly các bác nhá. Để các bác này 1.500.000 các bác ạ. Để các bác 1.500.000 rất là lặng bạc luôn. Rất chia lặng bạc luôn các bác ạ. Đó, em thấy chuyện đây là chuyện 18k nhưng mà em nghĩ là si một lớp vàng 18k nhưng mà cũng là si lâu ngày rồi. Đó. Bạc các bác nhá, bạc ngoại luôn. 1.500.000 thôi ạ, bán kỷ niệm các bác 1.500.000. Nhìn như con dép luôn các bác ạ, đẹp quá. Nó chiếc nhẫn này diện phát luôn, diện điên cỗ luôn, diện tối nay đi ăn tiệc luôn các bác ạ. Để mượn các bác một hôm đi ăn tiệc. Đó, khi các bác chốt cái này em sẽ giữ lại cho các bác. 1.500.000 đồng lên cho em mã số sợi dây bạc, các bác lắc tay bạc các bác nhé. 1.500.000 đồng. Bản đang bản 12 ly, độ dài sẽ là 18 phân. Tiếp tục em đem các bác một sợi dây này. Một sợi dây bằng cao su nhá. Đây là móc bạc này. Đây cũng là đinh bạc này các bác này. Bằng bạc thì em chưa vệ sinh đâu ạ. Thời tiết là Hà Nội đang nóng ẩm cho nên là vàng bạc hay bị xỉ. Đó, sáng luôn các bác này. Mặt thì đang là mặt thánh giá các bác nhé, mặt thánh giá. Mặt thánh giá này. Thánh giá được chạy quả hàng đá này. Rất là đẹp luôn. Bên trong vòng bạc em không biết phần này là sẽ là bằng chất liệu gì. Nói chung là cũng phải thuộc chất liệu chuyên dụng thì họ mới làm chứ họ không bao giờ làm bằng nhựa cả. Em nghĩ là đá gì đó thôi, đá đen này các bác này. Một sợi dây đeo cổ nhá, của Na. Thì các bác có thể mua về cho thành viên gia đình mình hợp lý mà các bác.
để các bác giá rẻ thôi. Ở mặt bình thường mặt này không em đã bán khoảng 800 đến 1 triệu rồi. Với nó là mặt ngoại, nhập cũng không phải hề rẻ luôn các bác nhá. Còn không biết đây có phải kim cương không cơ. Đó. Chắc không phải đâu, chắc nhân tạo thôi các bạn. Hoặc là moissali chẳng hạn. Thôi để các bác cùng chơi combo này nhá, sợi dây này để các bác là 900.000. 900.000 các bác ạ. 900.000 cho một sợi dây thanh giá. Thanh giá đây là thanh giá thời trang các bác nhá, chứ không phải thanh giá bên đạo đâu các bạn. Còn đối với bên đạo thì các bác có thể mua thanh giá như này, hoặc các bác có thể mua thanh giá mà có chúa chẳng hạn như vậy. Nó lên cho em mã số vòng thanh giá nhá, để các bác 900.000 thôi. 900.000. Nó vừa là bạc vừa là đen, ok, kết hợp thật sự các bác, nó rất là tông xẹt tông luôn. Quá đẹp luôn cho một cuộc tình luôn, quá đẹp luôn cho một bộ dây da. Mình tiếp tục em lên các bác tiếp theo này. Em lên các bác một mặt quan công nhá. Một mặt quan công bằng đá, đá này gọi là đá mã não. 39 này. 60 này, được chưa? Rất là to luôn các bác nhá. Bác nào thích to khỏe, bác nào thích vạm vỡ, bác nào thích hình tượng quan công thì các bác chốt ngay mặt này. Để các bác mặt này bên em đang giao lưu với giá nhá. 600.000. Được chưa ạ? 600.000 em làm bạc cho các bác rồi. Đã làm bạc các bác nhá, một mặt duy nhất thôi. Đây là em giao lưu đổi đồ thì thôi thì nên giao lưu với các bác, chia lại các bác cũng chơi được, chả cộng công gì cả đâu. Được chưa ạ? Em chỉ lấy mỗi cái tiền móc này thôi. Lấy mỗi cái tiền móc bạc này thôi. Đá này là đá mã não thôi nhá, em bảo hành bác sẽ đá tự nhiên và đá thiên nhiên. Mã não trên thị trường cũng rẻ, nhưng mà thật sự cũng rẻ, nhưng mà các bác đi mua không được giá này đâu. Các bác cứ xem ví dụ như top họ livestream chẳng hạn, mã não họ bán 700-800 triệu bạc mà chưa có móc cơ. Đá mã não hình quan công này rất là đẹp luôn. Bác nào tướng mạo gâu gấu, làm tí gâu gấu hay là các bác đeo quan công rất chất luôn. Mã não các bác hợp mệnh mã não thì lên cho em mã số nhá. Mặt đá quan công 600.000 đồng. Rồi quay trở lại phiên kính ngày hôm nay. Em đang bác một chiếc kính mã số 71 nhá. Mã số 71 em đang bác một chiếc kính, nó một chiếc kính 3 độ rưỡi các bác này. 3 độ rưỡi nhá. Nhưng mà các bác đeo được luôn thì các bác đeo được luôn, còn không thì các bác về thay mắt khác nhá. Một chiếc kính của Nhật xịn sò luôn, gọng mạ vàng, có thiết kế gập gọn nhẹ nhàng các bác ạ. Ok chưa các bác? Nhỏ gọn nhẹ nhàng. Các bác đốt túi vứt đâu thì vứt, túi ngực, túi áo, túi quần, gặp gọn vứt túi quần thì rất hợp lý luôn. Đây các bác nhá. Đó. Gọng kính được mạ vàng. Hiện tại đang là mắt 3 độ rưỡi thì khi mà các bác đeo được luôn thì đeo luôn, không các bác phải thay mắt nhá, bên em chỉ bán gọng thôi. Nó sang ngang là 130 nhá. Để các bác này 400.000 lên cho em mã số 71 nhá. 400.000 thôi ạ. Đó, về theo lô Nhật chỉ một chiếc duy nhất thôi các bác, một chiếc duy nhất thôi. Để về theo lô nha các bác nhá. Một chiếc duy nhất để các bác là 450.000 đồng. À 400.000 đồng, sorry các bác. Đây là 3 độ rưỡi. Gọng của Nhật mạ vàng xịn sò chất lượng luôn nha các bác nhá. Rất bền luôn. Tiếp tục em vào chiếc mã số 74. Mã số 74 em đang một chiếc kính mang thương hiệu đến từ Pháp các bác này, bọc vàng này. 20 phần nghìn này. Made in Phăng Xe các bác nhá. Một chiếc kính với thương hiệu Lamy, được chưa? Lamy các bác ơi. Sổ Lamy không phải dạng vừa đâu các bác, nó là hàng đẳng cấp rồi. Chiếc này dành cho các bác làm mặt nhỏ nhá. Size mặt đang là 130, được chưa ạ? 130 cũng không phải là quá nhỏ. Một chiếc kính Lamis đến từ Pháp, được chưa ạ? Đây chỗ này để cần giữ mí này. Đây cũng vậy này. Rồi, cặp ve còn nguyên zin luôn các bác này. Em thấy các bác cặp ve này dân chơi kính họ thích lắm. Để họ về họ lắp vào siêu phẩm của họ và thì chết tiền luôn các bạn. Để các bác cùng chơi là 1.500.000 đồng nhé, mã số 9, mã số 74. 1.500.000 đồng, mã số 74.
1,5 triệu mã số 74. Kính Lamis đến từ Pháp, mã số 74, gọng bọc vàng hàng xưa những năm thập niên 1950 đấy các bác nhé. Rồi tiếp tục, anh đang có một chiếc kính tiếp theo, đó sẽ là một chiếc kính đến từ Mỹ các bác nhé. Đây là một chiếc kính John Mỹ, John Mỹ hay John Anh Quốc gì đó, mã số 45 các bác ạ. Đây có chuyện đây các bác nhá, bên này cũng vậy. Chiếc kính này thì bọc vàng còn siêu đẹp luôn, còn siêu siêu đẹp các bác ạ. Đây kính rôn nó chỉ loanh quanh từ 110 cho đến 118 thôi các bác nhá, chỉ tầm đấy thôi. Chiếc này là 113 các bác ạ, nguyên hộp các bác ạ, nguyên hộp đẹp luôn. Các bác nào thích kính rôn thì vào bên em, các bác kính rôn, các bác kết bạn Zalo bên em rất nhiều kính rôn luôn, phục vụ các bác cùng chơi. Với cái cặp mắt kính này thì các kiểu dáng kính này các bác đeo đi chơi Tết, đeo thì đúng chờ, đúng chuẩn chuẩn Tết xưa luôn. Chuẩn Tết xưa luôn các bác nhá. Hiện tại đang là một cặp mắt hai tròng các bác ạ. Đây. Cặp mắt hai tròng các bác này. Tròng trên nhẹ độ hơn, tròng dưới nặng độ hơn. Đó được chưa ạ? Nhưng mà các bác về bỏ cái mắt này đi, các bác phải lắp mắt khác giúp em nhá. Các bác phải lắp mắt cận viễn não hợp với tất cả khuôn mặt hợp với độ mắt của các bác thì các bác sẽ đeo được. Để các bác là 2.200.000 các bác nhá. Hàng mới tinh. Rất rất mới luôn, được sản xuất những năm 1950 mà còn rất mới như thế này. Những năm 50, những năm 60 mà còn rất mới như này thì thực sự các bác nó rất là hiếm. Thì các bác cứ sưu tầm nhá. 2.200.000. Một chiếc kính John cổ đến từ Anh Quốc. Đó, John thì sẽ có của Mỹ, của Anh. Hộp rất là nhẹ nhàng, gọn gàng luôn. Đây các bác là hộp zin này, sắt này. Nên xem mã số 45. Tiếp tục, anh lên chiếc mã số 8 nha các bác nhé. Mã số 8 lại như thường lệ lên các bác một chiếc kính giá rẻ để các bác gọi là tri ân, gọi là một các bác để xem này cuối live. Rất là cảm ơn tất cả các bác. Rồi tiếp tục, anh lên các bác một chiếc kính tiếp theo, nó sẽ là một chiếc kính với chất liệu titan các bác nhé. Chất liệu titan được chưa ạ? Nó KS8136 này. Các bác nhìn này. Gọng này là gọng màu lâu cà phê các bác nhé, màu lâu cà phê rất là sang trọng luôn. Chất liệu bằng titan, size kính là 56 các bác nhé. Bên này cũng có tí này, gọng chuôi này như kiểu chuôi sừng đấy các bác ạ. Ở chiếc này có size mặt hiện tại, size ngang đang là size 140. Để các bác cùng chơi chi ân các bác đến cuối giờ để các bác 500.000 đồng các bác nhé. 500.000 đồng cho một chiếc kính mới tinh. Một chiếc kính mới tinh chưa qua sử dụng gì đâu các bác nhé. Giá tại Nhật thì rất là cao, rất là đắt. Được chưa ạ? Để các bác là 500.000 đồng. Lên cho mình mã số 8 các bác nhé. Size kính 140, gọng kính là màu lâu cà phê, có điểm mạ vàng ở đây. Chuôi kính sẽ là chuôi chuôi sừng rất là đẹp luôn, có thiết kế kiểu cắt vành các bác nhé. Cắt vành sẽ giữ bằng cước để các bác về về cắt mắt gì cũng đẹp luôn, được chưa ạ? Với cái dòng trẻ trung như này, cận viễn não dâm được hết các bác. Nhưng mà các cái dòng kính này chỉ lắp được kính meca thôi các bác nhé, không lắp được kính ấy, không lắp được kính thủy tinh. Bởi vì họ còn mài cái rãnh đây để giữ dây mà các bác. Mã số 8 để các bác là 500.000 đồng. Tiếp tục chốt hạ chốt phiên ngày nay bằng một mã số 0. Họ sẽ là một chiếc kính Ray-Ban các bác ạ. Một chiếc kính Ray-Ban sản xuất những năm thập niên 1980, còn zin nguyên hộp các bác nhé. Một chiếc kính Ray-Ban năm 1980 ngày hôm nay. Zin 100% các bác ạ. Size kính này là size 58 các bác nhé. Size 58 cầu 14. Một chiếc kính C. Đó, 58 14 các bác nhé. Ray-Ban C. Đó, để các bác cùng chơi chiếc kính cuối này rồi. Mắt zin các bác này, BL này, được chưa ạ? Mắt zin các bác nhé. Mắt zin, gọng zin, cái gì cũng zin hết các bác ạ. Để các bác cùng chơi giá chỉ có 2 triệu thôi, 2 triệu thôi, còn cả hộp zin nữa, 2 triệu thôi các bạn. Size 58. Các bác chơi kính cơn à, kính Ray-Ban các bác biết ngay size 58 mà. Đó, 13135 các bác nhá. 135. Để các bác giá 2 triệu thôi. Cả hộp luôn sẽ của các bác. Chốt hạ chốt phiên ngày hôm nay bằng một chiếc kính Ray-Ban
đến từ Mỹ. 2 triệu. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ em xin phép là dừng video tại đây các bác nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo của anh em. Video sau cũng là những chiếc đồng hồ, chiếc kính cổ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.